Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Toan Hàng Nhật Bãi ạ. Hôm nay em có rất nhiều hàng bãi Nhật mới về, em lại lên video mới để giới thiệu cho các bác đây ạ. Như là em có dây hơi của Hàn Quốc nhá, xịt hơi, và đặc biệt là em có cặp kiếm hàng siêu tầm trưng bày ạ, cần câu, dao đi phượt của Mỹ, dao phát hoang của Mỹ và mấy mẫu đồ gốm của Nhật, của Pháp nhé các bác. Em có một dây chèo trên độ cao, một nồi áp suất của Đức. Đặc biệt là có một bình bông, bình pha lê á, tô pha lê của Nhật nhá các bác. Mấy mẫu ống nhòm, mấy mẫu nước hoa hàng xách tay chính hãng luôn ạ. Và có một con dao đi phượt của Ý ạ. Rất nhiều mẫu đồ nghề hàng Nhật bãi đây nhá các bác. Và em có một cái đèn mang sông, chân máy ảnh, thớt của Đức, bình bông bằng đồng, mấy mẫu dao chặt, dao thái, một cuộn Zulo điện Hataza của Nhật nhá các bác. Hôm nay em lên mã là mã C ạ. Các bác xem video của em cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Không quên bấm nút vào chuông theo dõi để thấy em lên video mới ạ. Và xem video của em thích ưng ý món nào gọi điện trực tiếp vào điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Hôm nay em lên là mã C. C1 của em là một cái cọng dây hơi này của Hàn Quốc. Đây, cọng dây hơi này của Hàn Quốc này. Trên dây là nó có dập Made in Korea ạ. Đây em nhìn chỗ đây, trên dây hơi là nó dập Made in Korea này. Đây Made in Korea, cái này là của Hàn nhé các bác. Dây rất là mềm, cọng dây này thì nó dài được 12 mét. Em test thử rồi, rất là ok ạ. Đây em test thử cho các bác. Đấy, là cọng dây là rất là ok. Một đầu là nối nhanh luôn vào xịt hơi, bác nào mua xịt hơi cũng được và cọng dây hơi cũng được. Một đầu thì nó nối vào máy nhé các bác. Còn cái xịt hơi này thì nó của hãng Top ạ. Của hãng Top, thép của nó là DG10 ạ. Lớp sơn mạ của nó là màu đen, lớp sơn mạ màu đen. Nói chung là cây này thì còn khá là đẹp ạ. Đây DG10 này, của hãng Top này. Đấy, cái phần xịt đây rất là mạnh luôn nhé các bác. Dây hơi và xịt hơi, dây thì 200, xịt hơi thì 180 nhé các bác. Dây 200, dây 200, xịt hơi cũng 200 ạ. Cái xịt hơi này của Nhật và cọng dây hơi thì của Hàn Quốc nhé các bác. Rồi tiếp theo em lên là em có 5 cái quạt này đeo ở cổ. Nhưng mà cái này thì về phải test điện ạ. Test điện thì em chưa có kịp test điện đâu nhá các bác. Trong này, đấy, cái này của Nhật nhá các bác. Của Nhật này, nó có hết luôn. Có cái này đeo lên cổ đây. Trời nóng thì đeo lên nó bật điện lên rất là mát ạ. Có, đây này, đeo như hình cô gái Nhật này này. Thì nó rất là mát, ví dụ như mình chạy bộ hay là ngồi trên xe xe khách, xe lửa, rất là ok luôn các bác. Của Nhật này. Em thì em bán cho các bác 50.000 một cái. Về các bác thay pin hay là sửa thì cái này là tự các bác sửa nhá, em không có biết nhá. Em bán giá cho các bác là 50.000 một cái, mà em có 4 cái nha các bác. 4 cái 200.000, về các bác sửa nó chỉ bằng một cái các bác đi mua thôi. Rồi tiếp theo em lên là hôm nay em có một cặp kiếm. Nên có một cặp kiếm nó bằng gỗ các bác. Đây em quay lại này. Cặp kiếm này thì nó bằng gỗ ạ. Hàng siêu tầm trưng bày nhá. Cái này thì các bác mà để ở bàn khách ấy, bàn uống nước nhà mình thì rất là ok luôn ạ. Gỗ của nó này các bác. Này nó làm đầu rồng này. Khắc rất là đẹp luôn ạ. Nó là gỗ như thế này thôi nhá các bác. Vân của gỗ này. Em quay gần rất là đẹp ạ. Cầm rất là nặng tay nhá, nó dài 55 cm. Cây thứ hai ạ. Cây thứ hai này, quay này gần cho các bác xem này. Đầu rồng. Đấy. Cây này thì nó dài là 1m05 ạ, một cặp như thế này. Và nó có chân luôn này. Cái này thì hàng sưu tầm trưng bày thôi ạ. Của Nhật nhá các bác. Nó làm rất là đẹp ạ. Nó có đế để này. Đế và kiếm là cùng màu nhau ạ. Một cặp nhá các bác.
nhỏ cặp ngắn hơn thì là dài 55 và dài dài là 1m05 ạ. Cặp này em bán 2 triệu nha các bác. 2 triệu. Gỗ của Nhật rất là đẹp, nó làm rất là đẹp luôn ạ. Đấy, 2 triệu cặp kiếm này các bác mà để trưng ở phòng khách. Khách đến mà uống nước thì ngắm cái này thì rất là đẹp luôn nhá các bác. Này. Rất là chuẩn luôn này, em đấy để này cho các bác nhìn này. Ok nhá. Rồi đến cây kiếm này nữa luôn này các bác. Cây kiếm này thì nó cũng dài 1m05 ạ. Cây kiếm này nó dài 1m05. Và phần gỗ bên ngoài, vỏ gỗ bên ngoài này, nó hàng bãi thì nó chảy xước nhẹ thôi các bác nhá. Chảy xước nhẹ. Để em kéo cái cầm rất là nặng tay ạ. Cái phần này là của nó bằng đồng nhá các bác. Phần này bằng đồng. Ốc đồng luôn này, chốt đồng á. Và vân của nó là giống như vân Hamon, vân kiếm thiệt ạ. Hàng này là hàng hàng mon thôi các bác. Đụng tay vào là nó không đứt nhá, hàng sưu tầm trưng bày thôi ạ. Đấy, hàng sưu tầm trưng bày. Thì cái lưỡi của nó dài khoảng là 60, khoảng 70 ạ. Lưỡi dài khoảng 70 và đã đóng cán nó vào là tổng là 1m05. Tổng là 1m05 ạ. Và cây này thì nó nặng khoảng 1 kg 2 ấy nhá các bác, nặng 1 kg 2. Thì cây này bác nào mua thì xin liên hệ với em nhá. Cây kiếm này. Rồi đến C3 ạ. C3 thì em có một cặp em có một cần câu này. Hiệu Shimano này. Cây này thì nó nối 3 khúc. Nối 3 khúc. Còn ở trong hộp này các bác. Còn ở trong hộp. Carbon 100% ạ. Carbon 100% này, nó còn mới, nó còn đấy, còn cái dây này để gom lại. Nó có chỗ để nối máy để lắp máy này. Chỗ để lắp máy. Đây em để gần này, hiệu của nó đây. Chữ Nhật này. Và đầu đọc của nó ạ. Đầu đọc đây. Đấy. Các bác mà đi câu mà nhìn thấy này là biết rồi ạ. Hiệu của nó đây. Cái dây này thì nó có nó là da, nó chỉ quấn vào đây, nó chảy xước tí cái da thôi. Đấy, các bỏ đi thì nó vẫn mới này. Cái dây nó quấn vào đây nó chảy xước thôi. Còn phần tay cầm này ít có chảy xước lắm ạ. Cây này rất là đẹp, còn mới ở trong hộp nên là tem vàng của Nhật này luôn này. Đấy. Thì cái cần câu này. Cần câu này là hiệu của nó đây ạ. Này, ở trong chỗ này nữa luôn này các bác. Thì nó là carbon này. Nó thu là 1m2 và nó dài là 3m6. Dài 3m6. Carbon thu 1m2 dài 3m6, em bán 1.100.000. Còn ở trong cái hộp này các bác. Nên là nó không có chảy xước đâu ạ. Này nó còn ở trong cái hộp này. Hộp của nó mới đây. Dán này của Nhật vẫn còn nguyên đi nhá các bác. 1.1 triệu, C3 là 1.1 triệu cái cặp cần câu này nhá. Em qua C4 ạ. C4 thì em có một cái cần câu này. Nó cũng bằng carbon ạ. Thu thì 50 mà dài là 4m5 đây này, dài 4m5 này. Và hiệu của nó đây ạ. Hiệu của nó đây. Cây này cũng ít có chảy xước lắm ạ. Cây này cũng còn rất là đẹp này, hiệu của nó đây. Và phần đầu của nó đây. Này, đầu đọc của nó đây. Em kiểm tra hết rồi, bên trong nó mới lắm ạ. Nó chỉ chảy xước nhẹ phần này thôi. Cũng tem vàng của Nhật đây nhá các bác. Vẫn còn ạ. Thì cây này là C4 550. Tiếp theo em lên C5 ạ. C5 thì em có một cây kéo cắt bờ rào này các bác. Cây này thì hôm nay em cũng sale giá hạt rẻ cho các bác này. Cầm rất là nặng. Tay cầm thì còn rất là mới ạ. Tay cầm rất là mới. Và cây này thì nó dài là 70. Lưỡi của nó rất là dài ạ. Lưỡi của nó này. Cây này đẹp. Chữ khắc trên bề mặt cũng rất là đẹp ạ. Lớp sơn mạ của nó vẫn còn nguyên nhá các bác. Lớp sơn mạ còn nguyên này. Nó là thép rèn nên nó màu này nhá các bác.
Đấy, cây kéo này em bán sale cho các bác là 180, bình thường cây này phải 250 nhá, các bác nhanh tay. Đấy. 180 C5 nhá các bác. Em qua C6 ạ. C6 thì em có một con dao phát hoang này. Đây, em quay gần lưỡi của nó đây ạ. Cây này rất là đẹp nhá. Cây này thì lưỡi của nó dài là 37.5. Bản ngang của nó là 5.5 và nó 2 ly 2 nhé các bác. 2 ly 2, nó không có cái vỏ ở ngoài. Và ba chốt ạ, cán rất là đẹp luôn. Cán của nó rất là đẹp. Nó còn ba chốt cầm nặng tay. Cầm rất là nặng tay. Thì cây này là C6 350.000 nhé các bác. Em qua C7 ạ. À C6 đi. Con này cũng là C6 nhưng mà nó có vỏ. Con kia thì nó không có vỏ. Nghe không có vỏ. Thì cây này thì nó 2.1 ly á. À, lưỡi của nó là 375, nó cũng bằng cái lưỡi kia nhá, bản ngang cũng 5.5. Như cái này là ly của nó là 2.1 thôi, còn cái kia là 2.2 ạ. Thì cây này nó có vỏ nhá các bác. Cán của nó này. Đấy, cán của nó đây. Về bề mặt của nó đây. À, thì cây này nó có vỏ thì em bán giá là 550 nhá các bác. 550. C6. Đây, hai con là C6, một con là 350 không vỏ và con là có vỏ, 550. Tiếp theo em lên C7 ạ. C7 thì em có một con dao này rất là nặng luôn. Rất là nặng tay này, bản lớn ạ. Đấy, dòng thép của nó đóng ở đây ạ. Mà chốt của nó đây các bác. Con này thì nó nặng cả vỏ là em cân xem nào. Nó nặng cả vỏ là 1,2 kg nhé các bác. Nặng cả vỏ là 1,2 kg. À, nó dài là 38. Bản ngang của nó là 5.8. Nó dày 6 ly ạ. Nặng 1,1 kg. Nặng 1,1 kg, nó dày 6 ly. Con này mà chặt thái được hết luôn ạ, phát được hết ạ. Thì con này là 550 nhá các bác. C7 này 550. Em qua C8 ạ. C8 thì em có một con dao phát hoang này của Mỹ, hàng mới chưa qua sử dụng. Đặc biệt là nó có một cục đá này, để các bác mình mà đi phượt không có lửa thì có cái cục đá này đánh đá này luôn rồi các bác. Con này thì nó dày là 5.62 nhá ly đấy các bác. Nó nằm trong một cái bao dù của quân đội Mỹ này. Và đặc biệt là nó có một cái chỗ này để mình cắt cáp ạ. Này, cắt cáp ở phần này. Rất là sắc bén luôn ạ. Phần này cũng rất là bén nha các bác, rất là bén luôn ạ. Về bề mặt lưỡi của nó đây ạ. Và tay cầm của nó đây. Cây này thì chưa qua sử dụng. Này, tha rét theo nữa luôn này. Đấy. K25 này. Còn mới chưa qua sử dụng, còn nằm trong cái bao này. Mấy cái chốt này các bác. Đấy, các bác nhìn đằng trước đằng sau này. Thì cây này là C8 950.000 nhá các bác, 950.000. Em đặt cái này vào này cho các bác nhìn này, tổng của nó là 30, lưỡi sử dụng của nó là 18 ạ. Và nó dày 5.62 ly nhá các bác. 5.6 ạ. 950.000. Và nó có cọng dây này để các bác đeo cái đó vào hông á các bác. Đeo con dao vào hông á. Đây, cọng dây này đeo vào bụng các bác đây. Rồi, em tiếp theo em lên C9 ạ. C9 này em có một set gốm màu cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây. Ba cái này của Nhật thì nó lại hay làm phối như này các bác. Ba cái này thì đĩa của nó lại không có bông này. Đấy, đĩa của nó không có bông. Chén đây. Nó có mộc triển hết luôn nhá các bác. Chén nó có mộc triển hết luôn. Nhưng đặc biệt của nó là viền vàng, rất là đẹp luôn ạ. Về phần tay cầm cũng viền vàng hết luôn. Đấy. Còn là năm cái kia thì lại có bông. Cùng nằm trong một cái hộp giấy nhá, như cái hộp thì nó bị nó dính nước, nó ẩm quá em bỏ nhá. Nào có mộc triển hết luôn ạ. Màu thì cực kỳ đẹp luôn, viền vàng là nổi lắm các bác. Thì em đo
đo chiều của một cái đĩa này thôi, nó rơi vào 12 ạ. Và đường kính của cái ly này ạ, nó rơi vào 9 ạ. Và chiều cao của nó khoảng 5. Nó có tay cầm viền vàng này. Màu của nó đẹp không các bác? Nổi bật luôn đấy ạ. Mình để phòng khách thì rất là đẹp luôn. Thì một set là 5 cái, 5 cái giống nhau và 3 cái đĩa khác nhau nhá, cùng nằm trong một cái hộp đấy các bác. Tổng là 8 cái. Thì set này là C9, em bán là 1 triệu ạ. Set này là C9, em bán 1 triệu. Đẹp chưa các bác? Màu rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn. C9 ạ. C9 là 1 triệu. 3 chén vuông, 3 ly vuông và 5 cái ly kia có bông ạ. À cái đĩa. Còn ly lại giống nhau. Không hiểu người ta phối như thế. Rồi đến tiếp C10 ạ. C10 thì em có một set này, nó là của Pháp ạ. Của Pháp. Này. Vân nó đẹp không các bác? Có quay cầm này. Thì em đo cái chiều này, nó rơi vào 7.5 ạ. Và chiều cao của nó khoảng 7 cm. Cái đĩa của nó này ạ, đĩa cũng có mộc triện hết luôn. Nó rơi vào là 13 năm ạ. Đĩa nhá các bác, 5 đĩa và 5 ly. Bên Nhật thì thường là 5 và 8 nhá các bác. Và chiều này của nó là 27. Chiều dài của cái đĩa này, chiều dài của cái đĩa này nó rơi vào 29 ạ. 28, 27 và 29. Cái đĩa hình chiều chữ nhật nhá. Thì set này là 5 đĩa và 5 chén, một cái khay lớn. C10 750.000. Tiếp theo lên C11 ạ. C11 thì em có một set này nhá các bác. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Họa tiết của nó này các bác, mà viền vàng hết nha. Viền vàng này, họa tiết của nó này. Có mộc triện hết luôn này. Và cái ấm của nó đây. Bên trong này có lược. Lược này bằng, có lược gốm và có cái lọc này trà nữa luôn. Đấy. Trên cái lọc trà này nó cũng có chữ nhật luôn này. Quay của nó là bằng mây ạ. Và nó có dây sẵn cho mình này rồi. Có mộc triện ở đáy luôn. Thì cái bình này thì em đo, đo chiều ngang cái bình này nó rơi vào là 13. Quay trên nhá các bác. Và cái ly của nó đây, ly của nó em đo chiều này, nó rơi vào là 8 ạ. Và này nó khoảng gần 6 nhá các bác. Có một cái đĩa bằng gốm luôn. Có một cái đĩa bằng gốm luôn. Đường kính của nó rơi vào 32. Đường kính của cái đĩa này rơi vào 32. Cái đĩa rất là đẹp luôn ạ. Thì set này là C11, em bán 820.000 nhé các bác. Cái đĩa bằng gốm tráng men trắng và 5 cái ly này viền vàng ạ. Đẹp chưa các bác? Set này là C11, 820.000 nhé. Em qua C12 ạ. Em qua C12 thì em có một set này, nó còn ở trong hộp. Trong hộp gỗ này các bác. Chữ nhật luôn, có mộc triện của Nhật luôn. Và đĩa của nó đây ạ. Đĩa của nó thì màu đen. Những cái đĩa này nó bằng nhựa các bác. Bằng nhựa, có tem mác này. Thì em đo đường kính của cái đĩa này, nó rơi vào là 12 ạ. Nó sâu khoảng 3 cm. Và 5 cái ly, 5 cái ly có mộc triện hết ạ. Có chữ ký của nghệ nhân này. Màu của nó thì màu xanh nè. Màu xanh. Phần bên trong đây ạ. Phần bên trong nó màu xanh, xanh lòng của đậu ấy các bác. Thì em đo cái chiều cao của cái này nó rơi vào 6.5. Và qua ngang miệng của nó là 8.5. Một set này thì là 5 ly, 5 đĩa. Em bán C12, 520.000 set này nha các bác. Rồi tiếp theo em lên C13 ạ. C13 thì em có 15 cái chén này. Chén này của Pháp ạ. Nó hình bông hoa 5 cánh nhá các bác. Hình bông hoa 5 cánh, 4 cánh rất là đẹp ạ. Nó nhỏ bằng chén của Việt Nam mình. Mà đặc biệt chén của Pháp nó rất là hiếm ạ. Nó có mộc triện hết này. Corrier này. À cái gì nhỉ, Pháp răng ấy.
mình sờ nổi lên này. Chất liệu là sợi thủy tinh trắng, một lớp men cao cấp, đúng bằng size chén của Việt Nam ạ. Nên nó ngang miệng của nó là 13 và nó sâu khoảng là 6 cm nhé các bác. Em có set 15 cái, 60.000 đồng một cái nha các bác. Các bác mua 10 cái được, mua 15 cái hết luôn được, là một bàn khách luôn, 60.000 một cái. Rồi em qua C14 ạ. C14 thì em có một cái dây chèo chân độ cao. C14 đây, em có cọng dây này thì nó rất là mới ạ. Cọng dây này rất là mới này, nó có chữ dập trên cái bề mặt đây nè, và chữ Nhật nhé các bác, chữ Nhật Made in Japan này. Và nó có, đặc biệt là nó có này đấy, tức là em kéo ra thì nó kêu này các bác, nhấn này là nó tự chạy vào ạ, tự chạy vào. Nó có một móc nhé các bác, nó có một móc hiệu Fuja Denko này. Cọng dây thì còn rất là mới luôn ạ, rất là mới nha các bác, chưa có một vết sờn nào ạ. Và kèm với một ba lô luôn, ba lô này nó bằng dù ạ, bằng dù nhá các bác, dù mà của hãng Tajima này, rất là ok luôn ạ. Cái ba lô thì nó dài là 26 và ngang của nó là 20. Nó có chỗ dây này để các bác luồn vào dây lưng này đấy, nựng kìm búa đinh các thứ để mình trèo lên cột điện hoặc mái nhà, hoặc là mình trèo lên độ cao nhá các bác. Thì cộng dây này, mấy ba lô là em bán 620.000 nha các bác. 620.000. Rất là rẻ luôn ạ, à, cộng dây rất là rẻ. Rồi em đến C15 ạ. C15 thì hôm nay em lại về được một cái nồi áp suất của Đức này các bác. Một cái nồi áp suất của Đức. Cái nồi áp suất này của Đức thì nó còn mới, chưa qua sử dụng. Nó chảy xước này là do nó ngoài bãi, nó vận chuyển thôi nhá các bác. Thì cái này dung tích của nó dung tích của nó là 4 lít này. Đường kính ngang miệng của nó là 22 cm này. Đấy, dung tích nó là 4 lít. Của Nhật hết luôn này các bác. Đức xuất sang Nhật. Nó có du linh hai hình người này. Và dưới đáy của nó thì nó bị chảy xước nhẹ thôi nhá. Nó nấu được các loại bếp ạ, bếp hồng ngoại, bếp từ, bếp ga, các loại bếp này. Này là nó khắc nhá các bác, khắc này, dập nổi logo hai hình người này. Thì em mở phần bên trong ạ, mở phần bên trong nó có một cái chỗ đẩy này các bác, là mở ra này. Bên trong nó rất là mới ạ, cái răng nó còn xanh như thế này ạ, hàng chưa qua sử dụng nhá các bác này, bên trong đây. Nếu nó nấu rồi là nó khác nhá. Nó đánh dấu cho mình một cái gạch đây và một cái gạch đây này, là để mình mở, đóng mở đấy ạ. À, mình cứ để thẳng nhau là mình đóng là nó vào nhá các bác. Cứ để hai cái gờ thẳng nhau là mình đóng nhẹ nhàng vào ạ. À, đấy, nó kêu cạch cái là được ạ. À, thì mình hầm xương các thứ vào đây, nó đỡ tốn điện, tốn ga của mình nhé các bác. C15 1,1 triệu ạ. À, em qua C16 ạ. À, C16 thì hôm nay em lại về được một cái nồi, nồi men này các bác. Em về được một cái nồi men này. Em nói về cái bếp trước ạ. À, bếp này thì là cắm điện 110. Nó có cái lò xo ở dưới á các bác, lò xo ở dưới. Này, điện 100V này, công suất 90W này, của Nhật ạ. Thì là nó chạy bằng cái may xo các bác, cái lò xo của mình ấy. Đấy, ra là mình cắm vào là xài thôi. Nếu không thì cái nồi này á, thì về phần cái nồi ấy, thì mình không nấu lên, bác nào mà không có điện 110 thì nấu lên bếp ga, bếp từ bình thường ạ. Mới còn tem mác hết này. Thì cái nồi này thì là nó ngang là 20, nó cao là 12 và nó được 2,7 lít. 2,7 lít. C16 em bán 720.000 nhé. Nó nhỏ hơn cái hôm trước một xíu thôi ạ. Cái hôm trước 1 triệu đấy các bác. Thì cái này nhỏ hơn, em bán 720.000 nhé. Tiếp
Tiếp theo em lên C17 ạ. C17 thì em có một cái bình bông bằng pha lê ạ. Này, em quay gần cho các bác nhìn. Trong như pha lê, người ta nói như vậy ạ. Miệng của nó qua ngang là 15, nó cao 23 và nó nặng 2 kg ạ. Cái này thì trưng được 5 bông ly bở hoặc bông huệ ấy, các bác. Họa tiết của nó này, em không hiểu tại sao mà nó làm như này, rất là đẹp luôn ạ. Phần bên trong bên ngoài này các bác. Cây này mới còn trong hộp mà cái hộp của nó bị bể mất nhá, em bỏ nhá các bác. Hộp bị bể. Thì cái này là 1.200.000 nhá các bác, C17. Tiếp theo em lên C18 ạ. C18 thì em có một cái tô pha lê nhá các bác. Tô pha lê đẹp không ạ? Thì cái này đường kính miệng của nó qua ngang là 21, nó cao là 8 cm, nó nặng 1,5 kg. Nặng 1,5 kg. Phần bên trong bên ngoài này ạ. Cái này thì mình đựng canh súp hoặc là một tô bò kho hay cái gì đấy cả nhà mình ăn ạ. Và cái đường viền của miệng nó rất là đẹp. Thì cái tô này là C18, em bán 350.000 nhá các bác. 350.000. Em qua C19 ạ. C19 thì em có một cái gắp đá này, nó bằng thủy tinh. Cái này thì nó còn nó cũng là hàng bãi thôi ạ, nhưng mà nó rất là đẹp. Kèm theo một cái gắp đá này. Em thấy có một cái muỗng rất là đẹp luôn ạ. Cái ba răng rất là đẹp luôn. Đây, cái gắp đá. Em đo cái phần miệng nó đây, đường kính của nó đấy ạ. Nó rơi vào là 14 năm ạ. Và chiều cao của nó đây. Chiều cao của nó rơi vào khoảng là 13 năm. Nó có cái phần bên dưới này này. Nó có cái phần này để mà đá nó có tan ra là nước nó xuống bên dưới ạ. Đấy là có rất là hay luôn ạ. Đây các bác nhìn này, đáy này. Thủy tinh nó rất là trong luôn ạ. Và cái quay cầm nó bằng inox xịn luôn nhá. Thì cái C19 này em bán 250.000 nhá các bác, 250.000. Tiếp theo em lên C20 ạ. C20 của em thì em có một lọ nước hoa này các bác, một lọ nước hoa này của Ba Lan. Thì cái này nó 75ml. Thì nó là hàng này là nó ở siêu thị nó cho dùng thử ấy ạ. Tức là khách vào nó xịt ra để cho dùng thử. Này, hộp này nó vẫn còn mới này. Đấy, rất là mới. Thì nó xài mất cho xịt thử mất một ít thôi ạ. Nước hoa này là của nữ ạ. Hương thơm thì của nó là ngọt ngào lắm các bác. Mùi hương là ngọt ngào. Và đặc biệt lưu hương trên 6 tiếng nhá các bác. Bao các bác hàng chính hãng luôn ạ. Bao các bác hàng chính hãng nhá. 450.000. C21 ạ. Em có lọ này là của Pháp này, hiệu của nó đây các bác. Này của Nam ạ. Do là ở bên đó nó cầm nhiều các bác, nó chảy xước và nó mất cái nắp chụp trên này ạ. Thì dung tích cái này thì là 100ml. Này có mộc truyện ở dưới đây ạ. Nhưng cái này thì lại không có xài mấy đâu ạ. Còn vẫn còn đầy nguyên đấy cho các bác. Thì cái này nó do nó chảy xước, nó dính keo nhiều này. Thì em bán cho các bác là 350.000 của Pháp ạ. C22 này của Đức. Của Đức ạ. Chai này rất là đẹp luôn các bác. Này cũng của Nam nhá. Này là của Nam ạ. Cũng dùng thử mất một ít. Và chai này là C22 450.000. Em qua C23 ạ. Chai này của Mỹ nhá các bác. Hiệu của nó này. Đấy. Cây này thì nó chảy xước nhẹ thôi ạ. Cây này thì dùng thử có xíu thôi các bác. Này vẫn còn đầy nguyên đấy ạ. Thì cây này là 400.000 C23. Em qua C24 ạ. C24 ạ. Thì này cũng của Nam nhá các bác. Mà nó có cái tự hít ạ. Đấy, mùi hương thì rất là thơm luôn. Em bao các bác hàng chính hãng luôn nhá. Cứ các bác mua thử đi rồi thì khác biết ạ. Để lần sau mà em đi mua được để về để chốt nữa ạ. Đây. Thì C24 này em bán 450.000 nhá. Các bác mà mua mà nó còn mới á
nó phải trên 1 triệu ạ. Nhưng mà em bán dáng này rất là mềm luôn các bác. C24 450.000. Em qua C25 ạ. Em qua C25 thì em có một cái máy câu. Máy câu ạ. Cái này thì xài vẫn rất là ngon nhá các bác. Cây này thì còn mới 85%. Mới 85%. Đây cái này của Nhật luôn nhá các bác. Này em lấy gần cho các bác nhìn là biết của Nhật rồi ạ. Thì cái C25 này em bán cho các bác là 180.000. C25 180.000 ạ. Cây này còn mới 85% nhá. Em qua C26 ạ. C26 thì hôm nay em có một cái xịt sơn ạ. Cái bình xịt sơn ạ. Đây cái này thì nó lắp cái bình ở bên dưới. Cái dung tích cái bình này thì nó là 750ml. Bình vẫn còn mới này, không có hư hại gì nhá các bác. Phần bên trong đây ạ. Phần bên trong này rất là đẹp luôn ạ. Nó lắp xuống bên dưới và cái đầu bec của nó là 0.5. Phần này của nó là lắp hơi vào ạ. Lắp hơi, phần này là chỉnh sơn này. Hai cái này là chỉnh sơn. Và nó hiệu của nó là Osaka, là của Nhật nhá các bác. Thép của nó là F75 ạ. F75 Made in Japan này. Osaka này. Lớp sơn mạ của nó rất là đẹp luôn ạ. Và em mở cái đầu bec cho các bác nhìn đây ạ. Này, bec đồng hết ạ. Thì cái này thì các bác mình mua sơn về mình xịt gia đình nhà mình cũng được ạ, không phải nhờ thợ. Đấy, các bác trai là làm được ạ. Thì cái này C26 em bán 280.000. 280.000. Em qua C27 ạ. Em có 5 cây khóa. 5 cây khóa. 5 cây khóa này thì đầu của nó đây ạ. Đầu tuýp ạ. 5 cây là size là từ size của nó là từ số 8 và đến 14 ạ. 8 và đến 14. Có made in Japan này các bác. Made in Japan này. 5 cây em bán là C27 150.000. Em bán xem nốt cho các bác nhá, bộ khóa này nhá. Em qua C28 ạ. Em có một cặp kéo cắt vải. Hai cây này thì ốc của nó bằng đồng hết ạ. Ốc bằng đồng này. Chữ Nhật đóng trên bề mặt này. Về phần tay cầm của nó thì nó bong chóc mất lớp sơn mạ. Bong chóc mất cái lớp sơn mạ ở bên ngoài thôi ạ. Cây này thì còn nguyên tem mác này. Em cắt cái này là cái dây dù nó cột vào đây, cắt ra hộ em thôi ạ. Thì cái hai một cặp này là C28 em bán 250.000 nhá. Một cây lớn hơn một chút xíu, cây này thì nó là size 24. Cây này thì nó size 23. Ốc đồng, chữ khắc trên bề mặt. Tem mác còn ạ. Cặp này em bán là 250.000 cặp kéo này. Em qua C29 ạ. C29 thì em có một con dao đi phượt. Dao này thì nó là bao da xịn luôn nhé các bác. Dao của nó là da xịn luôn đấy ạ. Về phần bên trong này, có Italy này. Tay cầm của nó đây ạ. Cái phần này nó là như sừng đấy các bác. Có hai chốt ạ. Thì tổng chiều dài của dao này nó rơi vào là 23. Lưỡi sử dụng của nó là 10.5 ạ. Thì em đo cái chiều dày của dao. Cây này thì nó dày khoảng 4.25 nhá các bác. 4.25. Một con dao đi phượt của Ý luôn. Italy. Về phần bên ngoài của nó đây. Nó cũng dập chữ hết luôn ạ. Ốc bằng đồng hết nhá các bác. Thì cái dao này là C29 800.000. Tiếp theo em lên C30 ạ. Em có một cái ống nhòm. Cái ống nhòm này thì của Nikon này. Đấy, của Nikon thì nó rất là rõ luôn nhá các bác. Độ zoom của nó từ 6 đến 18 này. Mắt của nó đây ạ. Thì cây này em đo chiều này của nó đây. Chiều này của nó rơi vào là 7.5 ạ. Một cái Nikon C30 em bán 450.000. Em qua C31 ạ. Thì cái cây này thì ống nhòm này thì nó có dây dù này. Để các bác đeo.
và nó là từ 10 đến 21 ở độ rung của nó ạ. Mặt kiếng của nó không có chảy xước nhá các bác. 10 đến 21 hiệu của nó đây. Thì em đo cái chiều này đây để cho các bác nhìn hình dung nó to hay nhỏ đấy ạ. Nó rơi vào là 8 ạ. Và em đặt thước này là 9.5 nhá. Cây này thì là C13 em bán 400.000. C13 400. Em qua C14 ạ. À C24. C31 ạ. Đây C3 30 là 450, 31 là 400. C32 ạ. 32 thì cái ống nhòm này nó rất là nặng tay luôn nhá, cầm rất là nặng. À, lớp sơn mạ ở ngoài là màu trắng ạ. Lớp sơn mạ màu trắng và độ rung của nó từ 8 đến 21 ạ. Tem mác này. Cây này hiệu của Kenco ạ. Hiệu của Kenco. Thì em đo cái chiều này đây, nó cũng là 8 ạ. Và ngang của nó là khoảng 10. C32 450.000. Em qua C33 ạ. Em có vừa kính lúp vừa ống nhòm ạ. Đây, vừa kính lúp vừa ống nhòm. Cây này này. Đấy, các bác mua cho các bác trai á, bác bố mẹ mình ở nhà á, vừa sử dụng ống nhòm vừa là kính lúp được luôn ạ. Nó có cái chốt đây. C33 280. C34 ạ. Này, cái này thì nó hơi bị chảy xước nhẹ. Cũng 280.000 ạ. Đấy. Zoom ra zoom vào được này. À, nó có made in Japan này. Made in Japan này, mua cho bố mẹ mình đọc sách. Vừa kính lúp vừa ống nhòm được luôn. 280.000. À, em qua C35 ạ. C35 thì em có một cây ống nhòm này, nó ở trong bao da này, bao da xịn ạ. Bao da này, bao da xịn luôn nhá các bác. Nó có chỗ này để các bác luồn vào dây lưng này. Khi mình đi biển hoặc là mình đi phượt, mình ở trên độ cao mình ngắm thì nó có cái dây đó. Độ rung của nó từ 5 đến 30. Từ 5 đến 30 ạ. Và cây này nó ba chức năng ạ. Cây này là ba chức năng. Và nó có cái phần trục rung đây. Em đặt thước để cho các bác mình hình dung ra chiều này của nó là 10 ạ. Và đường này, đường kính đây này, nó cũng 10 luôn ạ. Em cầm trong lòng bàn tay này, các bác nhìn là biết rồi ạ. Thì C35 này là 680 nhá các bác, nằm trong bao da. Em qua C36 ạ. C36 thì em có một cái ống nhòm này, nó rất là đặc biệt nhá các bác. Phần này thì nó gắn pin vào đây ạ. Nó có chỗ để gắn pin đây. Đấy, để các bác chụp ảnh hay là nào em không hiểu với cái cây này nhá. Đây, phần đằng sau của nó đây ạ. Cây này thì nó chảy xước nhẹ thôi. Đấy, nó có lắp pin ở đấy, làm gì em không biết ạ. À, làm như có máy ảnh này các bác. Đấy, chỗ này làm như máy ảnh ấy. Cây này thì rất độc lạ luôn ạ. Hiệu của nó đây. Em đo cái chiều này của nó rơi vào là 9.5 ạ. 9.5, mắt của nó không có chảy xước nhá. C36 em bán là 650.000. Tiếp theo em lên C37 ạ. Em có một cái ống nhòm này, hiệu của Nikon. Hiệu của nó Nikon này. Chữ Nhật đóng lên đây ạ. Cái này là nó dính keo thôi nhá các bác, dính keo thôi. Nè, cây này thì nó là nhôm đúc nguyên khối, rất là nặng tay ạ. Và nó chảy xước mất một ít chỗ này ạ. Cây này mà còn mới thì phải 2 triệu, trên 2 triệu nhá các bác nhá. Này, mắt kiếng của nó rất là trong mà đẹp ạ. Nó chưa có chảy xước nhá. Size của nó là 19 ạ. Và qua ngang hai mắt của nó là cũng 19 ạ. Này, cái chiều này của nó 19 và ngang hai mắt này cũng 19 ạ. Mắt không có chảy xước ạ. Còn phần bên ngoài nó chảy xước nhẹ này, không có ảnh hưởng gì nhá các bác. Đây, hiệu Nikon này. À, độ rung của nó là từ 7 đến 50. Đang ở góc độ là 73. Bao với các bác là cực kỳ nét luôn nhá. Cực kỳ nét luôn. Thì C73 em bán 1 triệu ạ. Em qua C74. C73 rồi ạ.
C37, C38 ạ. Em có mấy cái móc này, móc cũng Nhật luôn nhá, chữ đóng bằng Nhật hết luôn ạ. Thì các bác trai mình làm chùm móc khóa lớn này. Đấy, những móc này em kiểm tra hết rồi, cứng khư ạ. Và hai móc, ba móc này. Đấy, thì em bán 5 cái móc này là 50.000 nha các bác. Móc của Nhật hết luôn ạ. Để chữ nó đóng hết lên đây này. Rất là đẹp luôn. 50.000. Em qua C39 ạ. Em có một cái kìm điện. Nó có made in Japan này. Phần cắt của nó thì khít trong này các bác. Răng lợi của nó này. Cây này thì size của nó 22 ạ. Tay cầm của nó vẫn bọc liền lạc nhá, chưa có rách rời gì hết ạ. Và phần bấm cốt của nó này, nó có 3 tác dụng ạ. Cắt dây điện này, bấm dây này và dập cốt này. Cây này thì là size của nó size 22, C39 250. Em qua C40 ạ. C40 thì em có một cây kẹp này của Mỹ ạ. Đây, cái này của Mỹ ạ. Phần đầu kẹp của nó đây. Và cây mỏ quả này các bác. Cây mỏ dài này các bác đi là hiếm lắm ạ. Hiếm gặp lắm nhá các bác. Thì một set này là hai cái này. Em bán 450.000. C40 450.000. Em qua C41 ạ. C41 42 ạ. Em có hai cái ly giữ nhiệt này của Nhật nhá các bác. Japan này. Cái này cũng vậy ạ. Màu trắng và màu ghi. Cái này thì các bác thợ mình đi làm thì pha đủ một ly cà phê này, hoặc đi văn phòng pha một ly cà phê mang đến văn phòng vừa làm vừa uống cà phê này. Đó. Thì em có hai cái 80.000, các bác lấy màu trắng màu ghi, lấy cái nào thì liên hệ với em nhé, lấy hộ em cả cặp rồi cũng được ạ. Thì C43 hôm nay em có một cái chảo này. Cái chảo này thì người ta chỉ nấu lướt qua thôi các bác, xài lướt qua thôi. À, nó có tem mác này, vẫn còn nguyên này. Phần đáy này nó nấu như này rất là mới ạ, nó chảy xước nhẹ thôi. Lớp men của nó bên trong vẫn còn này. Tay cầm của nó đây. Đấy. Thì cái này thì các bác nhà mình mà dùng để chiên trứng thì nó rất là đẹp ạ. Và đặc biệt nó nấu được cả ga cả từ nhá. Cả ga cả từ được luôn ạ. Thì cái chiều này của nó rơi vào là 20 ạ, gần 20 và đường kính bên ngang này 14 ạ. Chiên trứng rất là ngon luôn các bác, xào nấu. Cây này đẹp không ạ? Đấy. Thì em bán là C43 180.000. Em qua C44 ạ. Hôm nay em lại về một cây xẻn của hãng Con Voi. Một cây xẻn này, lớp sơn mạ của nó là màu ghi này ạ, màu xám. À, nó có da ban này. À, của Osaka này, à, tem mác Con Voi này, có tay cầm trợ lực bằng thép luôn ạ. Này, thì em gõ vào là các bác nghe rất là dày và chắc luôn nhá. Trên này cũng hiệu Con Voi dán này, này nó dập cả logo ở đây ạ. Cái này thì cái cán của nó từ lưỡi đến cán là dài 1 mét ạ, và riêng cái lưỡi nhọn của nó là 30, bản ngang của nó là 21 ạ, 22 nhé các bác. Bản ngang của nó là 22. Cây này thì không có chảy xước gì hết ạ. Không có chảy xước gì nhá. Tay cầm trợ lực cũng bằng thép luôn. Dài 1 mét. Made in Japan. Thì cây xẻn này là em bán 320.000. C44. 320.000. Cây xẻn mới luôn nhá các bác. Em qua C45 ạ. C45 thì em có một cặp cán các bác. Cặp cán gỗ của nó là gỗ Hickory này. Gỗ Hickory phần đầu này này và đầu nêm của nó này. Thì cặp này là 80.000 một cái ạ. Chiều dài của nó là 36 nhá các bác. 80.000 một cái, các bác nào lấy một cặp thì là 160. C45 ạ. C46 thì em có một cái chân máy ảnh. Cái đầu này thì nó mất một cái chốt này. Ví dụ như các bác mua về thì bỏ cái cục này đi này, rút hai cái cục này đi để cho nó không có, các bác mua thêm một cục này nữa, thiết kế thêm một cái cục này nữa để cho nó cân bằng đấy ạ.
Thì cái này nó nặng 1 kg, thu lại là 60 và nó dài 1m2. Dài 1m2 này. Cây này thì nó có tay quay ạ. Nó có tay quay. Đấy. Các bác xách đi du lịch mình cho vào ba lô xong đến mình làm chân máy ảnh. Và hiệu của nó đây. Đây hiệu của nó đây. Phần này là nó dính keo ở ngoài bãi thôi ạ. Dính keo thôi các bác. Đấy, khi gấp lại đây ạ. Nó chỉ mất một cái chốt này không là không, cái cây này phải mấy trăm ngàn, 400-500 ngàn nhá các bác. Đấy. Nó kéo dài phần bên trong của nó rất là mới luôn này các bác, rất là mới ạ. Đẹp không? Nó bằng nhôm, nó rất là nặng tay luôn. Nó có tem mác trên này này. Và hãng của nó đây. Thì cây này là em bán là 300 nghìn nha các bác. Một cái chân máy ảnh 300 nghìn. Em qua C447 ạ. Em có cái này thì nó quay tay được ạ. Nó phần này nó quay tay để nó còn lên bên trên của nó đây. Đấy, em quay tay này. Thì cây này của nó là dài 1m6 và thu lại là được 50. Ba cái chân của nó vẫn còn đều nhau này nhá các bác. Ba cái chân vẫn còn đều nhau này. Em kéo phần bên trong vào đây ạ. Đẹp lắm các bác. Khi mình sử dụng xong mình gấp lại ạ. Hiệu của nó đây nhá. Và nó đặc biệt nó có quay tay. Nặng 1kg 2. Em bán 400 nghìn nhá các bác. 400 nghìn. Rất là rẻ luôn. Và em có C48, em có một cặp này. Cặp này để các bác mình hút đồ ở trong máy ô tô, phân kẽ nó rơi á. Các bác hít được ạ. Này, ví dụ như hít cái này còn được đây này. Hít đồ rơi ở trong máy ô tô á. Ốc các thứ ạ. Thì em có hai cây. Cây nó dài 60 và một cây dài 50. Nó lại ấn được này. Các bác nào nhà mà có xe hơi hay có đồ mà có cái cây này thì rất là ok ạ. Thì cặp này em bán là 350 nghìn. 350 nghìn. Cặp hít này đồ ốc rơi trong xe nhá. Em C49 ạ. C49 thì em có một cái lít dao. Cái này có made in Japan này. Có tay cầm này. Còn đẹp ạ. Thì em đo cái chiều này. Tổng của nó rơi vào là 42 năm. Phần lưỡi sử dụng của nó là 30. Lưỡi sử dụng 30. Cây này thì em bán là C49 150 nghìn. Tiếp theo em lên C50 ạ. C50 em có một cái cây này. Tay cầm của nó đẹp lắm ạ. Em hỏi các bác là cái này làm gì. Em cũng không biết ạ. Thì bác nào phù hợp với nhu cầu của bác nào thì chốt cho em nhé. Em bán 50.000 thôi ạ. Thì cái chiều này của nó rơi vào là 31 ạ. 32 á các bác. Nó là thép inox ạ. Đấy. Thép không gỉ ấy các bác. 50.000 thôi ạ. Em qua C51, em có một cây kéo cắt tôn. Tay cầm của nó chữ đóng của Nhật lên này. Cái này nó là thép rèn nên các bác cắt tôn mới được nhá các bác. Nếu các bác mà muốn đấy thì là mình kiền thêm dây vào hoặc là mình lấy cao su mình bọc lại ạ. Một cây kéo cắt tôn. Thì em đo size của nó đây. Nó rơi vào 26, lưỡi sử dụng của nó là gần 7 cm ạ. C51 em bán 120.000. Quá là rẻ luôn các bác này, cây này rất là đẹp luôn. Em qua C52 ạ. Em có một cái mỏ lết. Size của nó là size 200. Của hãng Hit ạ. Có dấu nội địa Nhật. Lớp sơn mạ của nó thì hơi bong chóc nhẹ thôi ạ. Và phần lò xo của nó này. Về răng nó này. Này cây của nó chắc như này ạ. Răng của nó này. Thì cây này là C52 150.000. Em qua C53. Em có một con dao. Nó nằm trong bao da bò này. Cán của nó màu xanh chốt đồng ạ. Cây này rất là đẹp luôn ạ. Nó có lôi ngôi nhà của làng nghề Tô Sa bên Nhật đấy ạ. Thì cây này các bác mình dùng để cắt cây câu hoặc là mình đi phượt, đi chơi thôi. Mình cắt trái cây này nó rơi vào là 15 năm các bác. Lưỡi sử dụng của nó là 8 ạ. C53 em bán 160.000.
ốc của nó cũng bằng đồng luôn ạ. Đấy, ốc bằng đồng này rất là đẹp luôn ạ. 160.000. Em qua C54 ạ. Em có hai cái giá này để múc cơm. Vẫn mới này, còn ở trong bao mà của Nhật luôn ạ. Chữ Nhật hết luôn đây ạ. Chữ Nhật hết nha. Thì cặp này là em bán là 70.000 một cái. Cặp này 140.000 ạ. Bác nào lấy này về nhà mình xài nhá. Tiếp theo em lên C55 ạ. Hôm nay em có một cái đèn là đèn này thì nó nằm trong một cái hộp nhưng mà nó nát mất rồi các bác. Nó có made in Japan này. Made in Japan này. Phần này của nó là bằng thép ấy ạ. Thép nó lớp sơn mạ màu này ạ. Còn phần này màu lớp sơn mạ màu này nhá các bác. Nó giống cái đèn mang sông ngày xưa ạ. Và nó có dây sạc luôn các bác. Sạc trực tiếp điện 220 luôn. Rất là sáng ạ. Ví dụ như quán cà phê mình treo lên ấy, mình làm đề co rất là đẹp luôn này. Sáng lắm ạ. Trong nhà em là đang là điện áp, nó rất là sáng nha. Thì cây này em đo chiều cao của nó rơi vào khoảng 18 ạ. Rơi khoảng 18. Và đường kính đáy của nó rơi vào là 9 cm ạ. Nó có một cái móc này các bác. Đấy, mình sạc điện, mình làm đề co, mình treo ở quán cà phê hay là những góc nhà của nhà mình, vườn ấy, rất là đẹp luôn ạ. Này bằng thép nhá các bác. Và đây là kính ạ. Kính này. Mình tắt này. Này, vặn hết cỡ này. Hết cỡ thì cũng rất là sáng luôn. Mình khi mình bật lên nó rất là đẹp ạ, buổi tối nhá các bác. Đấy, nó có này. Thì cái đèn này là em bán là C55 160.000. 160.000. Made in Japan. Em qua C56 ạ. Em có một cây đục. Đục này nó có chữ Nhật đóng lên này. Nó chảy xước nhẹ thôi các bác. Thì em đo chiều dài của nó rơi vào là 10.5 ạ. Và bản ngang của lưỡi nó là 7.5 nhé các bác. C56 80.000. Em qua C57 ạ. À, em có một bộ lục giác ạ. Bộ lục giác. À, nó nằm ở trong cái à, nó làm kiểu như thế này à các bác. À, bộ này là bộ đầu khẩu ạ. Bộ đầu khẩu có 6 cây ạ. Chắc là 6 đầu khác nhau ạ. Ôi bộ này đẹp quá ạ. Này có chữ Nhật đóng lên đây ạ. Cầm rất là nặng tay. Có 6 đầu khác nhau nhé các bác. 6 đầu khác nhau. Thì C57 em bán 100.000. C57 100.000. Em áp cái thước để cho các bác nhìn đây. Nó rơi vào 12 năm. Có 6 đầu, 100.000. Em qua C58 ạ. Em có một cặp đầu bông, đầu bi. Đầu bông này nó trên đấy nó từ 10. Từ 1.5 đến 10 ạ. Là đầu bi của nó cũng là từ 10 đến 50 này các bác. Này em để gần cho các bác nhìn ạ. Trên thép của nó dập là CRV nhé các bác. Là thép của Nhật đấy ạ. CRV rất là ok luôn ạ. Thì cặp đầu bông đầu bi này là C58 em bán 160.000 nhé. Em qua C59 ạ. Em có hai set lưỡi câu này khoảng 50 cái. Các bác nhanh tay nhá, 100.000 lấy về câu. Em qua C60 ạ. Em có bộ này là 42 chi tiết này, 42 chi tiết của Nga. Chữ Nga còn rất đẹp ở trong hộp ạ. Đầy đủ các đầu nhá. Này lục giác này. Lục giác của nó đầy đủ luôn này. Đầu bông, đầu tuyếp hết đầy đủ luôn. Thì cái nắp của nó hơi bị rịa một tí do nó ngoài bãi thôi các bác nhá. Nắp của nó hơi rịa một tí. Này trong này không có gì hết ạ. Đầy đủ các đầu 42 chi tiết. Phần này là nó ngoài bãi thì nó hơi bị cấn dập mất một ít thôi ạ. C60 460.000. Em qua C61 ạ. C61 thì em có một cây cảo. Cây này thì của nó hãng MCC ạ. Này hãng MCC. Cây này là cây số 6 nha các bác.
gen của nó còn mới như này ạ. Và đầu gen này thì cái này của nó là cây số 6 là các bác biết rồi, hãng MCC, còn rất là đẹp luôn ạ. C61 em bán 450.000. Tiếp theo em lên C62 ạ. C62 thì em có một cái mỏ led. Mỏ led này cũng của hãng MCC này. Nó do hàng bãi thì nó bị chảy xước nhẹ. Có made in Japan này, có dãy chữ số này. Ai chà chà, nó rất là nặng. Này là nó mở được ốc là 11 cm ạ. Nặng 4 kg. C62 em bán 550.000 nhá, 550.000. Cái lò xo của nó để em nói này, rất là cứng này, không có lắc lư gì hết nhá, rất là chắc luôn. Của hãng MCC là rất ok rồi. Cây này thì là nó nặng là 8 kg ạ. Ba trời ơi, không nhắc được. Nó nặng 8 kg, răng lợi của nó vẫn như cây kia nhá các bác, cũng của hãng MCC. Có made in Japan này. Made in Japan này. Nó mở ốc tối đa là 14 ạ, nặng 8 kg nhá. Cây này thì 900k nhá. C63 900. À chà chà. Rồi tiếp theo là C64 ạ. C64 thì em có một cái bào. Cái bào này thì em quay sát lại cái lưỡi của nó này, còn rất là đẹp ạ. Em đo cái chiều này của nó này, nó rơi vào là 23.5 ạ. Qua ngang của nó là 6.5 và chiều cao của nó là gần 3 cm. Nó là thép rèn có chữ đóng trên bề mặt cây bào này. C64 150.000. Tiếp theo em lên C65. C65 thì em có một cái rìu này của Mỹ nha các bác. Rìu này của Mỹ này. Hãng của nó này. Và nó có USA đóng này. Nó vừa nhổ đinh này, vừa chặt này, vừa đóng này. Cái đầu đóng của nó còn mới như này ạ. Cái đầu này nó đổ keo này các bác. Và cán của nó cực kỳ đẹp luôn. Cây này thì nó nặng là 700g. 700g. Lớp sơn mạ của nó em vẫn để nguyên zin luôn nhá. Thì cây này là 1.200.000. 1.200.000. Thì em đo cái chiều này của nó rơi vào là 33 và bản ngang của lưỡi nó là 6 cm nhá. Chiều này của nó rơi vào là 16 ạ. Vừa chặt, vừa đóng, vừa nhổ đinh. 1.200.000. Em qua C66 ạ. Cây này cũng của Mỹ luôn ạ. Này nó có USA đóng này các bác. Này, USA này. Đầu đóng này, đầu gò này. Và phần đầu keo của nó này, chốt của nó. Này thì nó nặng 600g. Nặng 600g. Em đo cái chiều này nó rơi vào là 35. Cây này là 500k nhé các bác. Cây này đẹp quá ạ. Em qua 67 ạ. Cây này cũng của Mỹ này, tem của Mỹ này. Nặng 300g. Đầu đóng của nó này. Và đầu nhỏ đây ạ, cái miệng nhỏ đây ạ, không có cấn dập gì hết ạ. Em đo cái chiều này đây. Chiều này nó rơi vào là 29 ạ, rơi vào 29. Cây này là 300g, 450.000. Em qua 68 ạ, em có một cây búa mini này các bác. Cây này thì riêng cái đầu nó không, nó nặng là 2 lạng rưỡi ạ. Để em cân cái cây này. Nó nặng gần 5 lạng ạ. Là cả cán nhá, nó có chữ khắc nhiệt trên cán này. Đầu đổ keo của nó này. Thì em đo cái chiều này của nó rơi vào là 17.5 ạ, 16.5 các bác. 160.000 nhá, C68. 169. Cây này thì nè, đầu đóng và đầu nhỏ. Và đặc biệt phần này nó có 5 châm để khi các bác đóng đinh này nó không có vào tay ạ. Cũng có chữ khắc hơi trên cán này. C69 cũng 160.000. Em qua C70 ạ. Em có hai cây này để gắp ốc đây.
Nó có cái răng của nó này các bác. Cái này nó bằng thép nhá các bác. Nó bằng thép. Thì em đo cái chiều này để cho các bác mình nhìn này. Để nó rơi vào là 28 gần 29 đấy ạ. Tổng chiều dài của nó 80.000 một cây. À 80.000 một cây. Cặp này là 160. Em qua C71 ạ. 71 thì em có một cây kéo cắt đồ ăn chín nhá, cắt gà luộc này, lớp sơn mạ cán nó thì là lớp bạc ạ. Nó làm như là lớp sơn mạ của nó màu bạc ấy ạ. Và nó có made in Japan này. Cái này thì nhà nào cũng cần dùng các bác ạ. Cắt đồ ăn chín, cắt gà luộc. Nó rơi vào là 26 ạ. Lưỡi sử dụng của nó 10 nhá các bác. Lưỡi thì sắc bén ạ. Lưỡi thì sắc bén. Này, có một bên là răng cưa này để chống trơn trượt đấy ạ. Một bên lưỡi của nó này. Khi các bác sử dụng xong thì chốt lại. Thì C71 em bán 240.000. Em qua C72 ạ. Em có một cái thước thủy. Thước thủy của hãng Tajima này. Tajima. Và nó có 3 đồng hồ cân nước luôn. Nó còn mới ở trong cái này, em cũng không bóc ra nhá. Còn trong hộp này. Của hãng Tajima là nổi tiếng của Nhật rồi ạ. 3 đồng hồ cân nước. À, chiều thẳng đứng, chiều ngang và chiều này nghiêng ở góc độ này là bao nhiêu đây này các bác. À, còn mới chưa qua sử dụng. À, và đặc biệt nó có một lớp 5 châm nó hút hít rất là đặc biệt luôn này. Để cho các bác thợ mình lúc cân chỉnh mái á, rất là ok luôn. Nó không có đổ nhá. Thì C72 này em bán 350.000. À, em qua đây là em có một quận Zulo điện này. Quận Zulo điện. Cái này thì là điện của nó là 220 luôn nhá các bác. À, nó đóng là Hataza này. Chân Zulo nó cũng đóng là Hataza luôn. Và nó có 3 nắp bảo vệ. 3 cái nắp này. Và nó có 1 CB chống giật. CB chống giật còn rất là đẹp ạ. À, do người ta làm công trình nó dính vữa này thôi các bác. Cái này là em chưa có vệ sinh nhá. Chưa có vệ sinh. À, dây ở trong này thì em kéo ra thử hết rồi. Không có chảy xước gì hết ạ. Không có chảy xước gì hết nhá các bác. Mình phải kiểm tra chứ không có nó đứt thì làm sao bán được các bác. À, và trên dây nó cũng đóng Hataza này. Trên dây cũng dập Hataza luôn. Cây này thì nó dài 29m. Đây nó có made in Japan này các bác. Còn nguyên tem mác này. Còn kẹp chì này. Đấy. À, quận Zulo này thì nó không có cong vênh móp méo hư hại gì nhá các bác. Thì em bán giao lưu cho các bác là 980.000. 980.000 một quận dây điện này của hãng Hataza, dài 29m. À, em không có bao ship nhá, các bác tự trả tiền ship. Đấy, ai cũng cần dùng cái này để mình kéo ra ngoài sân cắm quạt. Rồi mình nấu ăn các thứ ngoài sân khi nhà mình đông khách á. Thì cái quận dây điện này em lại có một quận nữa đây. Này thì là dây của nó. Dây của nó là 2.16 ạ. 2.16 nó dài 100m. Dài 100m thì rất là phù hợp với các bác nào mà đi dây nguồn vào nhà đấy ạ. Lõi nó là lõi đồng ạ. Lõi đồng này, lõi 2 dây. Dây 2.16 của Nhật xịn luôn nhá các bác. Đấy, dây 2.16 dài 100m. Cái này thì em bán giá là em bán cho các bác là 1.600.000. Không bao ship nhá các bác. Các bác trả tiền ship. Rồi tiếp theo em lên C73. C73 em có một cây kéo này, hiệu của nó là Golden này, là Golden Star này, là của Nhật xịn luôn đấy nhá các bác. Còn ở trong hộp ạ. Size của nó là size 20. À, có made in Japan đóng này. Chữ đóng trên bề mặt này. Đấy, cây này là chốt của nó cũng ok lắm ạ. Vẫn còn mới ở trong hộp nhá. Thì C73 này em bán 1.400.000. Em qua C74 ạ. Em có một cắt cành này của hãng RS ạ. RS nó có chốt đây. Tay cầm của nó là bọc liền lạc nhé các bác.
Trên ốc cũng đóng ARS, có made in Japan này. Và phần này của nó này cũng có made in Japan này. Đấy, nó dập trên cán này. Lưỡi của nó thì cực kỳ sắc bén luôn ạ. Thì cái này của nó là size 21 ạ, C74, em bán 320.000. Em qua C75 ạ. C75 thì em có một cái bấm dây lưng. Cái phần này nó là bằng đồng ạ. Và nó có 6 cái lỗ khác nhau nhá, rất là sắc bén luôn ạ. Tay cầm của nó thì liền lạc này, nó bọc vẫn còn liền nhá các bác. Và cái size này nó rơi vào khoảng là 23 ạ. Size 23. Lưỡi nào cũng sắc bén hết luôn ạ. Thì cây bấm dây lưng này là C75, em bán 180.000. Em qua C76 ạ, em có một cây kéo tỉa dăm, nó có made in Japan này. Về phần tay cầm của nó cũng rất là đẹp luôn ạ, lò xo chữ V nhá. Thì em đo cái chiều này của nó này, nó rơi vào khoảng 20 ạ. Khoảng 20. Lưỡi thì sắc bén ạ. Đấy, một bên răng cưa, một bên sắc bén luôn. C76 60.000. Em qua C77 ạ, em có một cây búa này. Cây búa này thì cán của nó bằng sợi thủy tinh ạ. Đây là dính keo nhá các bác. Cán của nó là sợi thủy tinh. Tay cầm của nó còn mới này các bác. Nó có made in Japan này. Made in Japan này. Phần này của nó làm bằng thép trắng ạ. Các bác mình sửa chữa đồ thì nhỏ, đồng hồ hay là điện thoại, hay mình làm nghề kim hoàn đấy, mình dùng cái này sửa chữa nhỏ thôi. Thì em đo cái chiều này của nó rơi vào là 23, rơi vào 23 và nó là thép nguyên này. Đấy, cái này là C77 140.000. Em qua C78 ạ, em có một cặp mỏ led này. Hiệu của nó đây ạ, hiệu của này là của Mỹ nha các bác, hiệu này của Mỹ ạ. Grabman này, của Mỹ này. Răng lợi của nó này rất là ok luôn ạ. Đấy, thì em đo cái chiều này của nó ạ, nó rơi vào là 15 ạ. Em có một cặp này là C78 200.000. Em qua C79 ạ, em có một nối này là chia đôi. Cây này là chia đôi, đầu nối nhanh, 80.000 ạ. Em có C80 ạ. C80 thì em có một bộ đầu khẩu. Bộ đầu khẩu này 11 chi tiết ạ. Nó có da ban ạ, da ban đóng trên này. Và nó có một cần và một phần nối ạ. Cần này đảo chiều nhá các bác, cần này đảo chiều. Đấy. Tay cầm thì bằng cao su, bọc cao su liền lạc ạ. 11 chi tiết, đầy đủ các đầu luôn ạ. Có da ban đóng nhá. Thì C80 này em bán 220.000. Em qua C81 ạ. C81 của em thì là em có hai cây nậy. Em có hai cây nậy, đầu nậy này và đầu này ạ, đầu nhổ đinh ạ. Cây này thì em đo chiều dài của nó ạ, lớp sơn mạ nó hơi bị bong chóc nhẹ thôi nhé các bác. Nó rơi vào là 46 ạ, cái chiều dài của nó là 46. C81 em bán 180.000. Em qua C82 ạ. C82 thì cây này cũng một nhổ một nậy nhé các bác. Nó rơi vào là 44. Nó là thép rèn của Nhật ạ, thép rèn nhá. Cây này còn mới chưa qua sử dụng luôn đấy ạ, 180.000. Em qua C83 ạ. Em có một cây sẻn đa năng, nó nằm trong cái bao dù này các bác. Nó có một đoạn nối này, khi mình siết lại này. Đấy, và nó làm cuốc làm sẻn được ạ. Làm cuốc làm sẻn. Phần này mình nậy này, lưỡi nhọn này, răng cưa này và nó có USA này. Đấy, tổng của nó thì rất là nhỏ gọn nhá các bác, nó rơi vào khoảng 41 ạ. Phần lưỡi của nó là 13 và bản ngang của lưỡi là 9.5 ạ.
rất là đẹp luôn ạ. C83100 nằm trong cái bao này nhá các bác. Em qua C84 ạ. 84 thì em có một con dao cái dìu trắng ạ. Đây, có made in Japan này. Nó làm rất là hay luôn ạ. Phần này nó giả nhựa nhá các bác. Có hai chốt đóng. Và tổng chiều dài của nó là 25. Chiều dài của lưỡi này nó là 13 ạ. Và bản ngang của lưỡi đây. Bản ngang của lưỡi nó là 12 năm ạ. Mài hai mặt nhé các bác, mài hai mặt rất là sắc bén luôn ạ. Thì C84 này em bán là 280.000. Tiếp theo em lên C85 ạ. Em có một con dao chặt, nó nằm trong bao da này nhé các bác. Về phần cán của nó thì còn rất là đẹp luôn ạ. Có hai chốt này. Nó có số ở trên cán này. Phần bên này là tản lực này. Cây dao chặt nào của Nhật nó có cái rãnh này hết ạ. Và lưỡi của nó mài một mặt. Cái này thì các bác chặt mía, chặt dừa này. Size của nó rơi vào là 35 năm ạ. Lưỡi sử dụng của nó là 17 năm ạ. Và bản ngang của nó là 4.7. Cây này thì nó dày là 6.27 nhá các bác. Nó nằm trong cái bao này. Khi các bác mình sử dụng xong thì lại đóng cái chốt này lại ạ. Đấy, C85 em bán 480.000. 480.000 một con dao đi rừng nhá các bác. Em qua C86 ạ. C86 thì em có một con dao bản vuông. Có ring hiệu hai hình người này. Có gạch manny này, cái này của Đức các bác. Gỗ tay cầm của nó là cán gỗ ba chốt rất là đẹp luôn ạ. Cái này nó rất nặng tay nhá. Thì em đo cái chiều này nó rơi vào là 31. Lưỡi sử dụng của nó là 19 ạ. Và bản ngang của nó là 5.6. Cây này thì nó dày là 3.41 ạ. 3.41 180.000. C68 180.000. C86 em qua C87 ạ. C87 thì em có một con dao này cũng của Đức luôn ạ. Này, cái này là tay em dính dầu em đụng vào ạ. Cái này thì bản của nó bản nhọn ạ. Cũng có gẹt manny này. Nhưng mà cán của nó thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Cái này cán đẹp lắm. Nó làm như sừng đấy các bác. Thì em đo cái chiều này ạ. Chiều này nó rơi vào là 35, lưỡi sử dụng của nó là 22 ạ. Và bản ngang của nó là 4.5. Cây này thì nó dày là 2.46 ạ. Cây này là C87, em bán 280.000. Em qua C88 ạ. Em có một cái lư hương bằng đồng. Cái này thì mình để ở bàn thờ ông địa thì cũng rất là ok luôn ạ. Này, nó còn rất là mới ạ. Lớp sơn mạ của nó màu này nhá các bác. Nó có 3 chân. Thì cái đường kính của cái lư hương này để em đo. Nó rơi vào là 9.5 ạ. Đồng nguyên chất nhá các bác. Đồng nguyên chất của Nhật luôn ạ. C88 em bán 320.000 nhá các bác. Cái lư hương này là 320.000 ạ. Em qua C89 ạ. Em có một cái bình bằng đồng. Bình bông ạ. Lớp sơn mạ của nó thì màu này ạ. Họa tiết của nó rất là đẹp luôn nhá. Đấy, họa tiết của nó này. Và nó có hai quay hai bên này ạ. Thì cái này nó chiều cao của nó là rơi vào là 27 ạ. Qua ngang đáy của nó là 8.5. Và miệng của nó là rơi vào là 8 sen ạ. Một cái bình đồng này em bán 1.100.000. Em qua C90 ạ. Em có một cái bình bằng đồng. Lớp sơn mạ của nó thì màu rất là đẹp luôn ạ. Và nó có chữ Nhật đóng lên đây. Bình hút lộc ạ. Bình này thì các bác trưng ở bàn thờ ông địa rất là ok luôn. Thì chiều cao của nó rơi vào là khoảng là 23 năm nhá các bác. Miệng của nó rất là nhỏ ạ. Nó rơi vào là 2.5 thôi. Bình này bình hút lộc bằng đồng nguyên chất. Lớp sơn mạ màu này ạ. Của Nhật nhá các bác. C90 em bán 480.000. Tiếp theo em lên
C91 ạ. Em có một cặp gà. Cặp gà này thì nó bằng gang ạ. Hình thức của chú gà này rất là đẹp luôn ạ. Này là gà mái nha các bác. Đấy, hình thức của nó này. Lớp sơn mạ màu đồng ạ. Nó bằng gang, nó rất là nặng luôn ạ. Một chú gà lớn và một chú gà nhỏ. Thì em đo gà lớn này. Đây, chiều cao của nó rơi vào là 16 năm. Rơi vào 16 năm này. Nó bằng gang. Rất là chất lượng luôn đấy ạ. Và gà nhỏ đây ạ. À, nhỏ này thì chiều cao của nó rơi vào là 8 cm ạ. 8 cm. Em để trên lòng bàn tay là các bác nhìn này. C91 520.000. Một cặp này như các bác. Các bác sưu tầm trưng bày thì ai tuổi gà thì chốt gà nhé các bác. 520.000. Cặp này rất là đẹp luôn ạ. Em qua C92 ạ. C92 thì em có 4 bộ bánh xe. Nó nặng khoảng hơn 7 kg nha các bác. 4 bộ bánh xe nó nặng khoảng hơn 7 kg. Nó có quay 360 độ hết ạ. Nó quay thôi ạ, và nó không có bánh khóa. Nó chịu lực được khoảng 2 tấn nha các bác. Cái bát của nó dày này. Đấy. Cái bát của nó rất là dày mà nó có chữ Nhật này. Cái này thì là nó chảy xước là do nó vận chuyển thôi ạ. Chứ chưa qua sử dụng nhá, sử dụng rồi là nó cái này nó dăm, nó chảy hết các bác. Thì em đo cái bát đây, nó rơi vào là 10 cm ạ, nó hình vuông ạ. Bát này rất là nặng luôn. Chiều cao mà từ bát đến bánh này nó rơi vào khoảng là 14 năm các bác ạ. Và đường kính này của bánh nó rơi vào là 9.5. Thì cặp này em bán siêu rẻ cho các bác nhá. 480.000 và 7,5 kg. Các bác lắp vào xe đẩy chế, xe chế rất là ok luôn ạ. Có 480.000 thôi. Của Nhật xịn luôn. Và hôm nay em có một cái thớt. Thớt này cũng của Đức luôn ạ. Đó là inox 304 này các bác. Đây, inox 304. Có diêu linh hai hình người. Về phần bên ngoài của nó nha. Nó còn vỏ nhá. Về phần này thì nó là bằng nhựa. Các bác mình có thể thái rau củ quả nhá. Thì cái này là nó ngang là 30, cao là 40. Và phần inox của nó này, phần mặt này là mặt inox này, tay em nắm vào những cái đồ này nó dính ra đây, các bác lấy khăn là lau sạch thôi. Cái phần này là inox 304. Đây nó có inox 304 này. Và nó có một quay sách này. Quay sách rất là chắc chắn luôn. Cái này thì mình không có thể chặt xương lên đây được, mình chỉ thái đồ ăn chín thôi, nó sạch sẽ ạ. Và nó có một cái lớp mủ này, nó bọc bên ngoài rất là chắc chắn luôn. Cái thớt này của Đức rất là đẹp luôn ạ. Đấy, chiều cao của nó là 40 và nó qua ngang là 30. C93 em bán 300.000 nha các bác. Một cái thớt để mình thái đồ ăn chín rất là ngon luôn. Em qua đây, nay em có một cái thùng đồ nghề nhá các bác. Một cái thùng đồ nghề. Lớp sơn mạ của nó thì màu vàng. Của nó là rong búc này. Nó dập nổi nhá các bác. Và nó có một quay ở trên bề mặt này. Nó còn nguyên tem mác này. Có hai chốt ở hai bên ạ. Cái này thì nó nặng 3,4 kg. Nó dài là 60, chiều dài của nó là 60. Cao là 13, ngang của nó là 8 cm. Phần bên trong nó mới này các bác. Và nó có 3 ngăn này. Những ngăn này là để cho các bác mình đựng các ốc. Ốc vít này, các thứ này, nó còn nắp đậy này. Đấy, nó có mấy ngăn này, nó rất là mới luôn. Nặng 3,4 kg ạ. Thì cái thùng đồ nghề này em bán là 380.000. Các bác phải trả tiền ship nha. 380.000. Video của em thì xin kết thúc tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chân thành cảm ơn ạ.
và xem video của em, thích ưng ý món nào gọi điện trực tiếp vào điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Xin chào và tạm biệt các bác.